Rồi tiếp theo coi cái mẻ số 17 các bạn. Coi này có giá là 2.500.000. Coi cục bi. Thì đây là mẹt chính của coi đây các bạn. Coi này dòng búp size. Búp rất là nhiều các bạn. Thì đó tôi quay vào bên trong đó mà tôi báo thông số với các bạn, cũng như là cho các bạn xem dòng búp luôn. Thì coi này có cái chiều cao là 50 nha các bạn. Chiều cao 50. Cái đường kính của dàn tàng thì nó 75 các bạn, và cái hình là 18. Cái dàn búp của con này là nó từ chi một lên đến đọt luôn các bạn. Búp đây, bạn búp nhìn thấy mơ chưa. Rồi một cây búp nhiều nữa đây. Rồi thì những cũng như những cây khác các bạn, coi này vào cái mùa này thì theo cái sinh lý của cây thì nó đã bắt đầu già rồi các bạn. Lé nó già cho nên là nó hơi vàng vàng, nhưng mà đặc biệt là dòng búp như là dê luôn các bạn, rất là nhiều. Thì giờ các bạn mua giao lưu gì rồi chỉ việc là chờ đó mà lẹt lé thôi nha các bạn. Tết năm nay nó nguyên một cái cây hoa nhiều đó mà các bạn chơi. Rồi tôi quay lại cái thông số này. Coi 2.500.000, chiều cao 50, tàng 75 và cái hoành là 18. Tính từ đoạn này các bạn. Rồi cục bi. Chậu này chậu gia cố tai bèo. Chậu này cũng giá trị các bạn. Đường thon. Thì trong như những cái cây này thì các bạn xem, nếu mà các bạn thấy thích hợp gu thì các bạn có thể là chọn mua và liên hệ trực tiếp hoặc là nhắn tin cho Tùng theo số điện thoại Tùng đỡ bên dưới video. Thì bây giờ đến Tết thì số lượng cây nó cũng không còn nhiều các bạn, cho nên là các bạn nhanh tay chọn những cái cây mai mà các bạn thấy ưng ý để vừa chăm sóc chơi Tết, rồi cũng như năm sau mình dưỡng lại mình chơi. Thì trong quá trình nuôi cây, nếu mà có vấn đề gì thì các bạn có thể là liên hệ với Tuân đó, mà Tuân có thể là tư vấn thêm cho các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem hết coi này.